Có Phật tử hỏi rằng: Nam Mô A Di Đà Phật, bạch thầy, con năm nay học lớp 12. Con có tâm nguyện 2 năm nữa được xuất gia. Nhưng hồi năm lớp 9 có một người bạn rủ con đi xăm. Con không nghĩ gì nhiều đến tương lai sau này nên đã đồng ý. Vậy con xin hỏi thầy, con có nên xóa hình xăm để được xuất gia không ạ? Và nếu vẫn được giữ hình xăm thì con phải chịu nghiệp báo gì không ạ? Con xin thầy chỉ bảo cho con ạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Nói chung thì ở ngoài đời thì cái việc đi xăm mình nó cũng là cái chuyện bình thường thôi. Nhưng nếu ở trong đạo thì chúng ta biết rằng người xuất gia thì những người Phật tử, những người dân, họ nhìn vào, họ có một cái mong muốn, đã là một tăng ni, đã là người xuất gia, thì từ những hình tướng bên ngoài cũng như cái tâm tính tâm lượng ở bên trong đều phải trang nghiêm, đĩnh đạc, từ bi hỷ xả. Vì vậy mà chúng ta thấy nếu mà người xuất gia mà để lộ ra những cái hình xăm ở trên thân thể của mình thì khiến cho không ít những tín đồ Phật tử và những người dân họ có thể là họ sẽ hiểu lầm về chúng ta. Có thể chúng ta tu rất là tốt, nhưng mà khiến họ nhìn vào cái hình xăm, đặc biệt là nếu mà hình xăm nó kỳ quái hoặc là xăm đầy mình đi chăng nữa, họ nhìn thấy như vậy họ sẽ nghĩ rằng mình là cái người ăn chơi, hay là một cái người có thể là đầu bò đầu biếu, hay là có thể là dân giang hồ anh chị vân vân gì đó vân vân, thì nó cũng không hay. Còn tất nhiên ở ngoài đời thì bây giờ thì cái chuyện xăm mình làm đẹp hoặc là xăm mình theo cái ý thích cá nhân vân vân thì cái chuyện đó là chuyện rất bình thường rồi. Ngày xưa thì con thường là con trai mới xăm, nhưng bây giờ con gái họ cũng để xăm mình đẩy ra. Nhưng đấy là ở ngoài xã hội, ở ngoài đời thường, trong cuộc sống thì muôn màu muôn vẻ. Nhưng mà người xuất gia thì có thể là thầy cũng hơi cổ hủ một chút, nhưng mà theo quan điểm của thầy thì người xuất gia cũng không nên để cái hình xăm ở trên thân thể của mình, đặc biệt là những cái nơi khiến cho những người Phật tử tại gia hoặc là những người dân họ dễ nhìn thấy. Như vậy họ cũng có những cái nhìn nhận có thể hoặc là những cái thiện cảm của họ không được tốt với mình. Nó làm ảnh hưởng chung đến Phật Pháp, ảnh hưởng chung đến giáo hội cũng không tốt. Vì vậy theo quan điểm của thầy, những người xuất gia, nếu trước đây chưa xuất gia mình có xăm hình theo sở thích hoặc vân vân, thì bây giờ nếu đủ duyên được xuất gia thì trước khi xuất gia hoặc cả xuất gia rồi mình biết nó không tốt thì cũng nên đi xóa những cái hình xăm đó đi thì là tốt nhất. Nói chung người xuất gia chúng ta là cũng không nên để cho xã hội họ có một cái nhìn nhận nó lệch lạc đi, hoặc rằng có một cái điểm nào đó để họ quá chú ý vào mình thì nó cũng không tốt. Mình cứ bình thường tâm là đạo, an bần thủ đạo là tốt nhất. Cho nên đây là trường hợp một bạn trẻ học lớp 12 này nói rằng trước đây năm học lớp 9 bạn bè rủ đi xăm, lúc đó chẳng nghĩ gì cũng đi xăm. Nhưng với tâm nguyện của bạn này nói rằng 1-2 năm nữa thì học xong lớp 12, suy nghĩ chín chắn thêm thì cũng
muốn xuất gia thì có phải xóa hình xăm không, hay là cứ để đó thì có quả báo gì không? Thì theo thầy thì nếu có tâm nguyện muốn xuất gia như vậy thì cái điều đầu tiên bây giờ là mình phải học những cái giáo lý căn bản của Đức Phật đã chỉ dạy, đó chính là giáo lý nhân quả. Ý nghĩa về phương pháp á, thọ tam quy, trì ngũ giới và thập thiện nghiệp đạo, cũng như là tìm hiểu về công đức của người xuất gia cho nó kỹ lưỡng đã. Thế xuất gia không phải là dễ, cũng không phải là nay thích thì vào chùa, mai không thích thì lại hoàn tục. Như vậy thì nó cũng không hay, không tốt. Quan điểm của thầy đã vào chùa xuất gia tu tập rồi, dẫu khó dẫu khổ đến đâu, dù cho thịt nát xương tan mình cũng không bỏ đạo, cũng không hoàn tục, thì đó mới là người gọi là có đôi ba phần tương ưng với hạnh nguyện xuất gia cầu đạo giải thoát. Còn đến nơi đến chốn hay không, thành bậc cao tăng đắc đạo hay không thì là cả một cái vấn đề đằng sau nữa. Nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp, chúng ta đã tu tập rồi hay là chưa tu tập, và đời này kiếp này chúng ta có tinh tiến buông xả vạn duyên và một lòng hướng Phật hay không, tinh tiến tu Phật hay không, trì trai giữ giới, nhân giới sinh định, nhân định phát tuệ, vân vân, mình có làm được hay không? Đấy là cả một vấn đề. Nhưng nếu như mà các Phật tử, các thiện nam tín nữ muốn xuất gia thì thầy khuyên là nên tìm hiểu kỹ về giáo lý nhân quả, về thập thiện nghiệp đạo và về công đức của người xuất gia đã. Lúc đó thấy đầy đủ tín tâm, một lòng muốn xuất gia để thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh, giữ lấy cái rường mối, cái mạng mạch của Phật Pháp, để cho ngôi tam bảo chẳng bị đoạn tuyệt, thì lúc đó mới nên xuất gia. Còn xuất gia vì nghe người ta nói xuất gia bây giờ sướng lắm, xuất gia bây giờ có thể có cả ô tô đi, có xe máy đi, có chùa để ở, vân vân. Thế nghe người ta nói như thế, hoặc thấy người ta xuất gia như thế mà mình xuất gia thì thôi, thà rằng ở nhà làm ở cư sĩ mà báo hiếu bố mẹ, dựng vợ gả chồng, tận hiếu với ông bà cha mẹ tổ tiên, ngoại hộ Phật Pháp, thì có khi còn có được chút ít công đức. Còn xuất gia mà nghĩ rằng người xuất gia bây giờ không phải vất vả, không phải lam lũ, không phải khổ sở, có chùa để ở, có xe để đi, quần áo mặc cả ngày không phải lo nghĩ gì, vân 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 vân. Xuất gia vì miếng cơm manh áo, vì danh văn lợi dưỡng, như vậy thì thôi, đừng có xuất gia làm gì. Vì không xuất gia còn có cơ hội kiếp sau được làm người. Xuất gia như thế thì kiếp sau dễ vào trong ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh lắm các quý vị. Cho nên cũng có lời để bộc bạch chia sẻ với bạn trẻ này như vậy. Có tâm hướng xuất gia là tốt, nhưng phải hiểu được cái ý nghĩa xuất gia thực sự. Và mình phải luôn luôn hỏi mình rằng xuất gia để làm gì. Đó. Nếu vì miếng cơm manh áo, nếu vì thất tình lục dục, nếu vì trốn tránh việc đời mà vào đạo thì thôi, đừng có xuất gia. Xuất gia là phải vì gì?
thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ, thiệu long Phật chủng chấn nhiếp ma quân. Đấy, như tổ Quy Sơn dạy ở trong Quy Sơn Cảnh Sách được như thế thì mới nên xuất gia. Đó. Thầy xin trả lời một bạn trẻ như vậy. Đó. Suy nghĩ cho nó kỹ. Mà nếu thực sự muốn xuất gia thì theo quan điểm của thầy có thể nó hơi gọi là cũ cũ một chút. Đó là nên xóa cái hình xăm đi. Nếu có hút thuốc lá thì bỏ thuốc lá đi. Nếu có ham uống rượu thì bỏ uống rượu đi. Nếu có cờ bạc, cá độ thì phải bỏ hết những cái đó đi. Nói tóm lại là những cái gì? Suy nghĩ, lời nói và hành động xấu, trái với đạo, trái với lương tâm, trái với luân thường đạo lý, trái với đạo đức, trái với cái truyền thống văn hóa tốt đẹp của cha ông, của dân tộc Việt Nam chúng ta, thì chúng ta đều phải bỏ đi vậy để hướng đến cái thiện. Thì tích chữ công đức thiện như thế thì cái hạnh nguyện xuất gia mới có thể thành tựu được vậy, chứ không phải là xuất gia là dễ đâu. Cho nên trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy rồi: giấu ở ngoài xa trường, thắng ngàn ngàn quân giặc, không bằng tự thắng mình, thắng mình là tối thắng. Đó. Một vị đại tướng quân ở ngoài xa trường thắng ngàn ngàn quân giặc, Đức Phật nói không bằng tự thắng mình. Thắng mình mới là tối thắng, mới là bậc nhất, mới là bậc đại trượng phu chân chính thực sự vậy. Đó.